Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì như các bạn đã biết thì channel của mình sau những sự ủng hộ của các bạn thì mình đã đủ 100 sub. Hôm nay mình làm một cái video tổng hợp cho anh em newbie, anh em nào mới chơi, tổng hợp tất cả các loại cốt đến hiện tại còn dùng được. Và sắp tới mai hoặc ngày kia mình sẽ ra một video để chơi lớn kỷ niệm 100 sub nha. Ăn mừng 100 sub, mong các bạn ủng hộ. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng tất cả những cốt hiện tại mà ở hiện tại đến cho đến thời điểm hiện tại là ngày 26 vẫn còn dùng được. Bây giờ thì mình sẽ nhập cốt nha. Các bạn lưu ý là đây là tất cả các cốt cho tới ngày 26 tháng 4 vẫn còn dùng được. Cốt thứ nhất đây, đó, bạn nhìn kỹ là từng cốt một xem nó có những cái gì. Cốt tiếp theo, cốt thứ hai rồi nha, cốt thứ ba, cốt thứ ba, cốt thứ tư, không phải nhầm rồi, cốt thứ tư nha. Vừa nãy mình thử cái cốt kia mình xem của một số bạn, tham khảo của một số bạn. Cốt thứ tư, cốt thứ năm nha, cốt thứ tư khá là ngon đấy, cả đống đá chúc phúc năm kìa. Đây chưa, 20 bánh đao tử thần là thôi. Cái đao tử thần này nếu như các bạn nào cày chay thì nên dùng đao tử thần nhá. Đấy, lại được cả đống mảnh vũ khí gắt tinh ngăn với lại búa thánh này. Đấy, lại tiếp tục ra chúc phúc này. Chưa nhầm. Gắt tinh găm không được, các bạn cày gắt tinh cũng được, người gắt tinh thì khó lên, F12 hơn là cái đao tử thần kia. Đao tử thần các bạn đi ái các bạn còn có cơ hội lật được. Cái cuối cùng đấy, cái cuối cùng là cái được beta đây, đồ đây vừa mình được, mình sẽ cường hóa luôn nha. Trời đụng nên lại bỏ vẫn không nên nữa thì chịu, lại cả non nữa. Vãi non ạ. Chịu, phun vạch không thèm lên. Ê, khá chịu rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký và bật chuông nha. Sắp tới mình, không phải sắp tới mà mai hoặc ngày kia mình sẽ làm một video ăn mừng 100 sắp nha. Nhớ đăng ký đấy. Mình cá chắc là nhiều
những ngày gần đây rất nhiều bạn đấy đến vấn đề đấy, đấy đến cái sự kiện đấy luôn. Mình sẽ làm ăn để ăn mừng 100 phát, mình sẽ làm cái sự kiện đấy cực kỳ hấp dẫn luôn. Nhớ theo dõi nha. Con gì ta đây, nâng cái này nhiều quá lưng không hết. Ok, mình đã tổng hợp cho các bạn tất cả những code mà đến hiện tại vẫn còn dùng được. Các bạn nhớ nhập vào để dùng nha, cực kỳ nhiều đồ hấp dẫn luôn. Nếu như mình còn thiếu sót code nào thì các bạn nhớ comment ở dưới để cho mọi người cùng biết nha. Ok, thank you các bạn đã theo dõi clip. Nhớ ấn like, ấn đăng ký, bật chuông, chia sẻ nếu có thể và đón xem cái video ăn mừng 100 sub của mình nha. Mình biết là cái sự kiện này các bạn cũng không muốn bỏ lỡ rồi, nó quá hấp dẫn đối toàn thế giới luôn. Ok, giới hấp dẫn với toàn thế giới luôn.